bạn nha, hôm nay cơ sở của mình á có làm một số sản phẩm từ lá dừa và decor chuẩn bị đón một cái đoàn khách đặc biệt từ thành phố Hồ Chí Minh đến nha các bạn. Đoàn khách đó là ai mà các bạn cùng theo dõi với mình nhé. Những sản phẩm từ dừa và lá dừa luôn là nét đặc trưng riêng của tỉnh Bến Tre nha các bạn. Đón một đoàn khách đặc biệt như thế này thì không thể thiếu những sản phẩm từ dừa và lá dừa của bên mình nhé. Đoàn khách đặc biệt của chúng ta hôm nay là các bạn thí sinh của Hoa hậu Hoàng Vũ năm nay nha các bạn, năm 2023. Đây là các thí sinh của năm nay nè các bạn. Các bạn rất là đẹp, rất là xinh nha. Hôm nay là có một cái sự kiện tại Bến Tre, do đó thì các bạn về và tham gia với cái sự kiện đó. Do đó thì sẵn tiện thì các bạn có đi du lịch vòng quanh Bến Tre mình một chuyến nha. Đi tham quan cái tuyến sông nước của Bến Tre. Ở Bến Tre thì nơi đây thì còn rất là hoang sơ mộc mạc. Do đó thì cái du lịch sông nước miệt vườn là cái nét đặc trưng riêng của tỉnh Bến Tre mình ha. Anh ơi mời anh về miền Tây quê em thương mến, Bến Tre ân tình bạc ngát những hàng dừa xanh đang cỏ dâng lớn quanh đồng quê. Xe máy chúng mình đi Bến Tre. Là một người con miền Tây á thì cái trải nghiệm sông nước rất là quen thuộc với Tiên, nhưng mà hôm nay là cho Tiên cảm thấy thú vị và rất là khi biết rằng đó là đang đi du lịch mà vẫn còn có thể bảo vệ môi trường. Và khi mình được anh hướng chi nói, mình biết đó là mọi người cũng trồng những cây bằng hai bên bờ để mà trong rủ, sau đó là khi mà bắt những con tôm lên thì tụi mình cũng được thả những con tôm nhỏ trở về sông, thì tụi mình vừa đi du lịch vừa được ăn những món ngon ở Bến Tre và còn được bảo vệ môi trường. Thì cái điều đó làm cho Tiên cảm thấy thực sự rất là hạnh phúc và rất là tuyệt vời. Lên xe lạc là một cùng đi Bến Tre. Anh Bắc Kinh về như nông trong mắt em về, và ba mùa xuân em mới lấy chồng được chưa. Anh nhớ hồi đó nhớ con vô cùng, mà sao giờ đây em tươi quá chừng gì ta. Em như hoa hậu anh thương mấy cầu để đón em, đi trên lưng trâu da nâu ở trên bờ đê, về nhà mà sống đây mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó ga đã có anh rồi bắt cũng không được chấm rất là đặc biệt đó nha. Thôi là lúc kia mình thử tao thú vị không, thú vị không em công cực, em bị ông đánh mà ông Bần đánh á, hai đứa này bị ông Bần đánh á. Bảo vệ môi trường và làm như thế nào để tái chế dừa
thì cái việc đó nó làm cho tụi em cảm thấy rất là thích thú, và em chúc cho công ty của mình cũng giống như là các anh chị ở đây ngày càng có nhiều người biết thêm về cái tour du lịch của mình nhiều hơn. Và em cảm ơn anh, biết ơn anh và mọi người rất là nhiều. Tiếp lời của chị Tiên thì cảm ơn anh Phong cũng như là các anh chị trong công ty du lịch CVC. Ngoài những chị Tiên vừa nói thì bản thân em đây là lần thứ hai em được tham gia hội Hoàng Vũ, và nhưng mà đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm những cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Và đặc biệt là khi mà anh nói cái thông điệp rất là hay, các anh chị em được thử hái trái bần, ăn trái bần, sau đó là mình trả lại thiên nhiên, là trồng cây bần để mà có thể góp một cái phần để mà bồi lại cái đất mà bị lỡ. Thêm bên cạnh đó là một cái đặc biệt hơn, đó là cái trải nghiệm được ngắm lâm đó. Thì cái phút giây này em nghĩ là cái phút giây rất là tuyệt vời cho tất cả thí sinh của bọn em có nghĩa kỷ niệm rất là đẹp, và em nghĩ đó là cái ký ức của tụi em mãi mãi về sau này. Sự cảm ơn anh rất là nhiều cùng người hôm nay. Thay mặt tất cả anh em công ty cũng như là cái ekip mà đã chuẩn bị cho đón đoàn tất cả các bạn, thì mình rất là tự hào cũng như là niềm vui hạnh phúc đón các bạn đến với thành phố Bến Tre, một thành phố dưới tán dừa. Mong rằng là những cái trải nghiệm của các bạn hôm nay thì giúp cho các bạn biết thêm về Bến Tre, đó là trách nhiệm của những người làm du lịch. Thật sự thì làm du lịch đó, mà để tạo ra cảm hứng cũng như là cái cách mà làm du lịch một cách đơn giản nhất mà nó mới, nó mang lại bảo vệ môi trường cũng như là tái tạo lại cái thiên nhiên. Và mình tin rằng tất cả các bạn, mỗi người chúng ta cái truyền cảm hứng cho những người trẻ để đi đến một cái địa phương đó, tạo những dấu ấn tích cực. Cũng như chúc tất cả các bạn tham gia cuộc thi thành công và vui vẻ, và có những kỷ niệm tốt đẹp này ở phần Chủ Lâm nói chung và tỉnh Tre nói riêng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Rồi, chào nha.